Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 25 tháng 9 thì Xuân Đỉnh lại về cho các bác những chiếc sub điện cũng như những cặp loa để các bác nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Bác nào mà đang cần một bộ vừa nghe vừa hát tốt thì các bác có thể lấy cả một bộ trong video ngày hôm nay. Và những cái bộ âm thanh như này thì các bác chỉ cần về ghép với một chiếc âm ly. Nếu như các bác có những chiếc âm ly karaoke thì các bác chỉ việc nắp vào và các bác cắm mic là hát được thôi. Còn các bác mà sử dụng những chiếc âm ly Nhật thì các bác cứ đầu tư thêm một chiếc vang là các bác về cắm mic và là hát trên những cái bộ âm thanh mà Xuân Đỉnh đang quay trong video buổi trưa ngày hôm nay thì rất là tuyệt vời. Hôm nay thì cửa hàng Xuân Đỉnh về cho các bác được 4 chiếc súp điện của hãng Yamaha. Những dòng này thì được mệnh danh là vua của các loại súp. Nếu như nói về thương hiệu của hãng Yamaha, súp này thì cấu hình là 2 bát thật 20 và chơi rất tốt phòng 30-40m2. Ở đây là những dòng loa súp rất đáng chơi trong cái tầm tiền. Và bên cạnh đó thì hôm nay Xuân Đỉnh về được 5 cặp loa hát karaoke hàng bãi Nhật. Đây là hàng nội địa, trên này trước mặt của nó sẽ là chữ tiếng Nhật luôn. Đây là dòng loa BMB 300V huyền thoại. Bát 20, 2 tép giấy, chất âm vượt xa tầm tiền. Và ở những cái cặp loa như này thì nó thật với các bác là nhiều khi là ở Việt Nam mình hay chơi về thương hiệu. Thí dụ như loa hát thì sẽ nhắc đến là loa Bốt. Nhưng với những cái tầm tiền mà chưa đến 5 triệu đồng để các bác mua một cặp BMB này thì nói thật với các bác, ở những cái tầm tiền loa Bốt tầm này thì không bao giờ có cửa để so sánh. Dòng này thì nghe nhạc và hát rất tốt. Đấy, nếu như các bác bằng vừa nghe vừa hát gia đình thì chỉ cần đầu tư một cặp loa BMB, một chiếc súp điện. Đấy, và các bác về chỉ ghép vào âm ly của mình là nghe hát quá tuyệt vời rồi. Và những cái bộ như này thì chơi nếu như cả loa súp lẫn loa BMB khi các bác phối ghép thì chơi rất tốt phòng 30m2, hát karaoke cực kỳ là hay. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác về hai cái sản phẩm này trong video buổi trưa ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ quay cho các bác về chiếc súp điện trước. Thì trong những dòng súp Yamaha thì đây là những dòng súp mà Xuân Đỉnh rất là ưng ý. Thứ nhất là dòng này thì sử dụng là gân mút màng giấy nên cái tiếng bát lại rất là mềm. Và đây nó là hai bát thật. Nhiều các bác thì cứ nghĩ là hai bát 20 này thì tiếng lại bé, nhưng không phải là như vậy. Bác nào mà đã từng chơi súp thì các bác sẽ hiểu về những dòng súp của Yamaha. Và với những cấu hình mà hai bát thật 20 như thế này thì nó sẽ đánh tương đương như một chiếc súp Yamaha bát 25, thậm chí là nó hay hơn những chiếc súp tàu bát 30-40 rất là nhiều. Vì những dòng này thì nó cắt tần tốt và tiếng nó rất là êm. Và ở các bác chơi những diện tích phòng nhà, ví dụ 30-40m2, súp này các bác để góc nhà thì đánh rất là hay. Còn ở đây thì hôm nay Xuân Đỉnh quay cho các bác là ngoài trời, nhưng chiếc súp này các bác mà khi nghe thì cái độ êm của nó thì rất là sướng tai, nó không bị đau đầu như những chiếc súp tàu. Đây thì Xuân Đỉnh đang test trên điện thoại nhé, thì các bác có thể nghe được luôn. Nếu như mà các bác đeo tai phone thì sẽ cảm nhận được. Còn quay súp ở đây thì Xuân Đỉnh chỉ biết test cho các bác nếu như thực tế thì rất là hay và đánh rất là căng tiếng. Với những diện tích phòng 30-40m2 thì đảm bảo với các bác là mái tôn sẽ bị rung. Cắt tần rất tốt luôn đấy. Hôm nay thì các bác cứ để góc nhà và ghép với những cái bộ âm thanh để các bác nghe nhạc và hát karaoke rất là tuyệt vời. Súp này là súp điện rời hoàn toàn cho nên nó sẽ không ăn công suất của âm ly. Và các bác ghép được tất cả các loại âm ly cục đẩy, miễn làm sao nó chỉ cần có đường tín hiệu ra là được. Vì đây Xuân Đỉnh đang cắm thẳng từ điện thoại vào chiếc súp chứ không có qua bất kể một cái gì cả. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. 4 chiếc súp Yamaha SVK150. Kích thước của súp thì có chiều cao đạt là 62, chiều ngang 26 và chiều sâu là 45. Súp rất nặng và chất, nó nặng khoảng độ mười mấy kg một chiếc. Và dòng này thì sử dụng điện 100V cho nên các bác chú ý kỹ là đừng cắm nhầm điện. Vì những chiếc súp này thì nó là hàng nội địa thì nó sẽ sử dụng điện 100V. Hình thức đẹp, phím bật tắt nguồn ở phía trước. Cắt tần số thì các bác để càng thấp thì cái giải trầm nó sẽ càng sâu. Và đây là volume to nhỏ. Đấy. Để càng thấp như này thì tiếng nó sẽ rất là êm, còn để to thì nó sẽ xa, gọi là xa gần. Súp này thì hôm nay Xuân Đỉnh về được 4 chiếc, tổng quan thì nó rất là xuất sắc. Góc cạnh từ đằng trước cho đằng sau. Đây là phía đằng sau của chiếc súp này. Dòng này thì nó có đầy đủ hệ thống cắt tần đảo pha. Đấy. Và nó có cái đường vào bằng AV, ngoài ra thì có đường vào bằng rắc cầu loa, rất là tiện dùng. Hàng này thì được sản xuất tại
Indonesia. Điện 100V công suất là 75W. 4 chiếc súp rất đẹp. Mặt không có chảy xước gì cả. Tổng quan thì rất là xuất sắc để phục vụ cho các bác. Mặc dù đây nó đều là đồ cũ, nhưng các bác có thể thấy rõ là nó còn rất đẹp và rất mới. Các bác ghép về những cái bộ loa bát 20 hay 530 nghe nhạc và hát karaoke gia đình. Súp này cửa hàng Xuất Đỉnh đã bán mức giá là 5 triệu rưỡi một chiếc. Hàng bãi Nhật đẹp leng keng, mức giá là 5 triệu rưỡi các bác nhé. Hình thức đẹp. Sang bên này thì là 5 cặp loa BMB, hàng nội địa của Nhật. Tem của nó sẽ dính ở đằng sau luôn, thì các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Dòng này thì được sản xuất tại Nhật luôn. BMB CS300V chở gáng 8 ohm. Công suất input max, tức là đầu vào, công suất chịu tải đến 250W. Margin Japan. Đấy, đây là đường cầu loa. Dòng loa này thì thiết kế là bên trái bên phải left right. Và trước mặt đó thì Xuân Đình đã mở luôn cái căng này, các bác có thể nhìn thấy rõ về loa. Dòng này thì sử dụng là gân mút màng giấy bát 20. Toàn bộ 5 chân kép 2 tầng hết. 2 tép giấy hai bên. Loa này thì có kích thước chiều cao đạt là 26, chiều ngang của nó là 46. Hình thức đẹp, dòng này thì thiết kế là vừa treo trên tường hoặc các bác có thể để trên giá, trên kệ cũng rất là tiện dùng. Và đây là những dòng loa gọi là chuyên karaoke, hàng nội địa của Nhật. Dòng này thì hiện tại Xuất Đỉnh đang về chỉ có 5 cặp, mức giá tiền là 4 triệu rưỡi một cặp. Đấy. Tổng nếu các bác mua cả một bộ gồm có một cặp loa và một chiếc súp thì nó chỉ mới có giá là 10 triệu đồng cả bộ. Nhưng cứ đảm bảo với các bác là ở những tầm tiền này thì các bác chơi những dòng loa karaoke, đặc biệt là những dòng loa xịn. Ở đây thì Xuân Đình chỉ nói là loa xịn thôi. Còn nếu như những dòng loa tàu hoặc là loa Việt Nam đóng thì 2-3 triệu thì Xuân Đình không tính tiền. Nhưng với những cái cấu hình 10 triệu mà các bác đã chơi được một cái cặp loa, một chiếc súp điện, hàng nội địa này tiếng cực kỳ là hay. Đấy, không phải là loa, đây là hàng nội địa. Nó làm sẽ làm chỉ là bát 20, hát karaoke rất đợi về lời. Còn các bác cần giải trầm thì phải mua thêm súp. Đấy là cái đặc trưng của vậy. Cặp BMB 300V hôm nay Xuân Đỉnh về cho các bác 5 cặp hàng nội địa của Nhật. Đấy, rất là xịn sò. Mức giá tiền chỉ có 4 triệu rưỡi một cặp thôi. Đây là hai sản phẩm của Xuân Đỉnh vừa quay chi tiết trong video buổi trưa ngày hôm nay. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số điện thoại trên bài. Xuân Đỉnh xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.